gì, Cổ Thiên Lạc, đúng rồi, Lý Băng Băng và Cổ Thiên Lạc, đúng không? Một cái chuyện tình cực kỳ đẹp. Cổ Thiên Lạc thì là một cái xạ thủ bắn súng thể thao ấy, rất là giỏi. Thế là yêu Lý Băng Băng, anh ta cũng có vợ rồi. Sau đó là đánh ra Ban Niên âm 63 triệu. Thế là tối hôm đấy mò vào lấy USB để gì đó, đẩy tiền của Lý Băng Băng sang ấy. Thì Lý Băng Băng bảo anh vô tư đi, cháy thì thôi, đúng không? Anh không có thiếu cái gì cả, em bơm tiền, khổ mình đéo ai thế, buồn thế. Mới có đánh tí thôi đã dựng hết cả người lên rồi. Mà lúc Lý Băng Băng yêu một cái chàng trai mà nghiện Forex ấy, sao nàng khổ thế không biết được, nếu yêu mình. À, lúc nó bước xuống ô đấy, thì Cổ Thiên Lạc có nói với Lý Băng Băng là anh phải đi, đúng không ạ? Thế là Lý Băng Băng cũng hát là anh đừng đi đấy. Thế là Cổ Thiên Lạc lại nói anh phải đi. Thế thì khi mà đi trong cái trạng thái là ông bố nghĩ là sắp cháy mẹ tài khoản rồi, trước sau nó cũng lộ tài khoản đỏ lòm âm 63 triệu, đánh con Japan Yen đấy. Thế sau đó ông làm sai, ông phải trộm rồi biển thủ để ông gồng lời, ông gồng lỗ đấy, ông chết ít nhất là ông gồng lỗ. Ông sống trong hai hào quang danh vọng ấy, và nó miêu tả lột trần được tất cả cái tính cách của những cái thằng trader. Thứ nhất là lạnh lùng, đít chắc là lâu đéo ỉa cho táo bón, cộng với lại vương sừng với á sừng với lại gọi là các thể loại đau lưng mỏi gối, lạnh lùng lắm. Quách Cổ Thiên Lạc có đóng cái vai rất là hay. Thế thì nó miêu tả lột trần những sự sợ hãi, không bao giờ nó cười nhá, nó kể cả nhận giải thưởng nó nói rất ngắn gọn này. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Đấy, đại loại đấy nó nói ít lắm, nói chung là nó lột tả hết tất cả thằng trader. Thế là lúc Lý Băng Băng nói là anh đừng đi thì ông này ông đang muốn là mẹ phải đi thôi, phải trốn thôi, nó sắp biết mẹ tài khoản lỗ rồi. Thế là tối bố vào, bố đẩy mẹ tài khoản đầy tiền của con Lý Băng Băng vào để ông gồng lỗ. Cuối cùng ông bị tóm, ông bị toang, ông bị cảnh sát tóm. Thế thì khi ông đi thì lúc sau gồng lỗ thành công, và Lý Băng Băng lúc về mở ra thấy mẹ tài khoản lãi khủng khiếp luôn trước khi đai đấy. Đấy, cho nên là cái tư duy của thằng trader ấy, lúc nào nó cũng chỉ muốn chiến thắng thôi, nhưng đéo chiến thắng được, chỉ có khi chết mới thắng được, chết mới thắng được, đúng không? Đó chính là cái tư duy khủng khiếp đấy. Đúng rồi, làm sao mà có chuyện đấy Lực ơi. Em tên là Lực nghe hay đấy, em chinh phục từ Lực đi nhé, từ Lực của em nó hay lắm nhé. Lực trong sự ấn, đúng không? Trong sự chinh phục, cái từ Lực cực kỳ hay nhé. Lực của nến, đà của nến, vù của giá và Lực nhé. Xem cái Lực. Ông Toàn ơi, hôm nào rượu ngon bây giờ còn uống làm sao được nữa. Anh đã đến muộn rồi, đúng không ạ? Rượu bây giờ là, bây giờ tôi đang chót hứa với người ta là phải làm video đủ 3 tháng. Cho nên là anh cứ gặp tôi, đúng không ạ? Hãy ngửa mặt lên trời ha ha và cười tôi, đúng không? Chúng ta sẽ uống rượu, yên tâm. Hãy đến một dòng sông rượu, một núi thịt chó và một cánh rừng rau thơm, nơi đó có các nàng tiên đang khỏa thân, đang rót rượu cho chúng ta uống. Và cái dòng sông rượu đó là dòng sông Forex. Núi thịt chó đó chính là núi thịt chó Forex, đúng không? Và những tảng băng trôi nơi đó, những có cô gái khỏa thân đang nhảy múa, đó là cây nến đấy các bạn. Đó. Cho nên những cái thằng trader ấy, nó có những cái tư duy cực kỳ khốc liệt, đúng không? Đôi khi là gì ạ? À? Cảm giác nó là feeling, đúng không ạ? Có những lúc mai hết đéo gì ăn cứ phải cháy đã, đúng không? Có những lần cháy sao ngu thế nhỉ? Sao mình không để mẹ còn 50%? Không, bố mày cứ phải cháy hết sạch đã thì bố mình mới thỏa mãn được cái cơn khà, thèm cơn khát. Đấy, thế mới nhục kìa. Chơi Việt Nam, ừ em ơi, em hỏi câu đấy là rất là hay em nhé. Nhiều người cứ bảo bố mày là thánh Euro, bố mày là thánh bảng Anh, bố mày là thánh Canada, bố mày là thánh Úc, đúng không? Bố mày là thánh gì ạ? CHF, đéo có CHF đéo gì đâu. Để đánh mô hình em nhé. Em có cầm vàng, cầm dầu đâu, con nào thể thế này. Nó là mô hình, đánh mô hình. Nhưng chọn vàng vì nó chạy nhanh, đúng không? Nó chạy nhanh. Nó đúng theo phiên Mỹ thế thôi. Đúng không? Nó đánh theo SPDR, SPDR bán là mình bán theo, SPDR mua. Đúng không? Tôi viết cái bài báo là muốn đánh vàng đánh theo tôi đấy. Tôi là SPDR, em hãy buông bỏ và đừng bao giờ bám chấp vào Úc với lại với lại gì, mình có cầm cái đéo gì đâu. Đúng không? Nó là mô hình thôi. Đúng không? Đà nó xuống là dồn theo xuống. Giống như cái vừa nãy thôi em nhá. Hay đó, câu hỏi đấy hay. Nhiều câu hỏi hay. Hôm qua thì có một câu hỏi như này. Bạn ấy tên là Thảo Hương hay là Hương Thảo ấy. Bạn hỏi là ông già, nếu ông già được, đại loại là câu hỏi là ông hãy kể một cái thất bại của ông. Và một bạn hỏi là nếu ông chọn lại làm lại cuộc đời của ông năm 20 tuổi ấy, năm ông còn đáng được yêu ấy, thì ông sẽ làm gì? Câu hỏi nó đẳng cấp thật, nó hay mà làm tôi nếu biết trả lời nào, đúng không ạ? Nhưng một lúc sau mình chấn tĩnh lại, mình bảo nếu tôi tặng các bạn một câu nhá, thì tôi trả lời cái bạn ấy như thế này. Các bạn có muốn nghe không? Ấn số 1 đi, có muốn nghe không? Nào.
anh cu tí ấy, anh cu tí nói nhỏ thôi cho ba làm việc tí nào, đúng không? Ba sắp xong rồi anh cu tí ạ, cho tí. À, muốn nghe không ạ? Đấy, cái câu hỏi này cực kỳ hay, cái câu hỏi này rất hay, câu hỏi này cực kỳ hay các bạn nhé. Nếu bạn được làm lại, thế là ngày xưa tôi cũng hỏi ông Alan Phan là nếu thầy được làm lại, đúng không ạ? Nếu thầy làm ở 20 tuổi thì ông bảo mẹ nếu 20 tuổi thì ông ăn chơi bét nhà đi, ông thõng đi, đúng không ạ? Chồng em đánh bắc dẹp đông, à chồng người đánh bắc dẹp nam, chồng em là ngồi thõng thả bùi chấm do, ý là cứ nhàn hạ đi, kệ nó đi, đúng không? Nên nếu được làm lại, ôi hay, nếu không trả lời nào. Các bạn có muốn nghe ấn số 1 nhé? Nghe ấn số 1 nhé, còn 10 phút nữa. Đúng rồi, ông trader, ông hỏi câu hay đấy. Thế thì tôi mới nói là chú Thương Tín, đúng không ạ? Chú Thương Tín là một ván bài lật ngửa, đúng không? Tại sao chú lại như vậy, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Cái câu lừa đảo nhất trong xã hội này đó là câu đừng bao giờ bỏ trứng vào một giỏ, câu đấy là câu lừa đảo khủng khiếp các bạn ạ. Câu đấy kinh khủng lắm. Khi ta đầu tư vào ta phải tập trung vào, đã gọi là đầu tư là cấp tập đầu tư vào. Ông đang làm giày mà ngon ấy, ông phải tập trung vào giày, ông tập trung vào bán hàng giày đi. Ông mà nghe ăn bất động sản, ông nhảy ăn bất động sản, ông ăn cứt đấy, ví dụ thế. Còn khi nào giày nó không còn nữa, ông bảo không làm được nữa, ông bỏ giày đi, ông làm cái khác. Gọi là tập trung trứng vào một giỏ, đấy là câu đầu tiên cửa miệng mà tôi muốn nói với các bạn, phải tập trung. Tôi mà được làm lại, tôi sẽ không bao giờ gì à, không tập trung vào cái Forex này, đã làm là phải tập trung. Trước tôi kiếm được rất nhiều tiền từ Forex các bạn nhé, nhiều lắm. Bọn Nhật nó cho tôi nhiều tiền lắm, nhiều đến mức độ mà mua mẹ xe bồn để chạy. Mình chạy xi măng, cát đá sỏi mới nhục như này, đúng không? Cho nên phải dồn vào một giỏ thôi. Thế là toang nhá. Tôi cấp cho xi măng, tôi lấy ở xi măng Bỉm Sơn, ông anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới, mẹ còn nợ tôi 4 tỷ kìa, đúng không ạ? Các thể loại nhá, nợ bét tiền là nhà. Còn ba loại mẹ trộn bê tông bê tổng với nợ kinh hoàng của tôi luôn, tiền mẹ còn nợ đầy kìa, đúng không ạ? Cho nên nếu mà được làm lại cái câu đấy nó làm động chạm đến tôi, đó là phải tập trung. Đấy. Thế cái câu là đừng bao giờ dồn trứng vào một giỏ ấy là nó toang cho những thằng nào đang làm ăn được mà lại đi mẹ làm cái khác. Đấy, ông trời chỉ ban cho chúng ta những cái thứ mà ngon thôi. Cho nên câu mà đừng bao giờ bỏ trứng vào một giỏ nó đúng cho trường hợp của cái việc găm tiền thôi. Đúng không ạ? Nghĩa là khi chúng ta làm được chúng ta phải găm ở nhiều chỗ, tức là đừng để một chỗ là phải để găm thật nhiều. Ví dụ như chú Thương Tín, khi chú đang làm ăn ngon, chú tiêu 9 cây một ngày thì chú phải bỏ tiền ra, tức là bỏ tiền ra để găm vào nhiều chỗ, vào nhiều giỏ. Nghĩa là chú phải găm vào đất một tí, chú phải găm vào rừng một tí, chú phải găm vào vàng một tí, chú phải găm vào một số chỗ, chú phải găm vào những cái họ hàng nhà chú để chú còn toang, đỡ toang. Thế lại ăn chơi hết, cho nên găm mới là cái quan trọng. Cho nên nếu được làm lại ấy, thì tôi phải tập trung vào cái công việc của tôi. Cái tập trung vào khi tôi đã bắt được một cái trend nào đó, khi mà tôi đã bắt được một cái trend, ví dụ tôi có thể tôi đã bắt được trend. Vì có những người làm bất động sản tốt thì phải tập trung vào bất động sản. Có người làm chứng khoán tốt phải tập trung vào làm chứng khoán. Có người làm Forex tốt phải tập trung vào chứng khoán. Với cái bạn đấy, bạn hỏi một câu mẹ nó đẳng cấp, nó hay. Thế đúng thật. Nhưng cái câu khủng khiếp nhất, lừa đảo nhất đó là đừng bao giờ bỏ trứng vào một giỏ là chúng ta hiểu sai. Bọn Nhật ấy, nó bảo là mày hiểu câu đấy mà là mày đang đầu tư ngon, mày đi đầu tư cái khác là mày chết. Mày phải tập trung một giỏ đấy thôi. Nhưng mày găm tiền ấy là mày phải găm nhiều giỏ. Găm nhiều giỏ nghĩa là gì ạ? Nếu mày rủi ro thì mày phải có cái này móc cái ra, có kia móc ra, có kia móc ra, có kia móc ra. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đúng không? Cảm ơn các mọi người nhé. Ok, trader Việt Nam, các bạn này hỏi câu hay đúng không? Nếu mà em có những câu hỏi em hỏi vào tường của anh trả lời bằng video ấy, nó thấm lắm, sướng lắm, nó sướng. Sung và Sướng là hai người bạn thân. Một hôm Sung hỏi Sướng mày ăn chơi đi. Sướng bảo ok để tao ăn chơi. Sung bảo đừng, mày găm nhiều chỗ. Sướng bảo đừng, ăn chơi đi, ăn chơi đi. Thế rồi Sung bắt đầu mới gửi cho những cái clip nói là đừng bỏ trứng vào một giỏ, mày đang làm ngon ở giày dép, mày đang làm ngon ở đồng hồ, mày đang làm ngon ở bất động sản, mày phải đánh thêm ABC bờ cờ đi. Thế là toang đấy, không dồn lực vào tập trung là toang đấy, không tập trung đó là quản trị sự tập trung là toang đấy. Cho nên tất cả những cái câu nói ở trên mạng ấy, top đơn non top toàn nói sai mà mình mà không hiểu sâu là chết mẹ luôn đấy, đúng không? Toàn những cái kiến thức nhồi. Bây giờ kiến thức TikTok shop với các thứ ấy, mẹ mình mà cứ nghĩ là xây kênh nó suốt ngày làm nô lệ cho nó, đéo bán được nghìn nào. Kinh lắm, cho nên là đừng có ảo giác. Kinh lắm. Toàn bị câu sai thôi, mình phải chứng ngộ được. Ông trời ban cho ta cái gì là chúng ta phải tập trung vào cái đó. Cho nên cái câu của bạn Thảo Nguyên ấy hỏi hôm qua tôi rất biết ơn. Ngủ đéo ngủ được, xem bóng đá xem.